Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thanh toán học phí, lệ phí và hình thức trực tuyến tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Cách 1. Thanh toán trên ứng dụng VCB Digibank trên điện thoại di động. Các bạn vào trình duyệt trên điện thoại di động cá nhân của mình. Tại thanh tìm kiếm, các bạn gõ vào trang online.cdc.edu.vn. Tại trang online.cdc.edu.vn, các bạn chọn vào mục đóng học phí. Tại đây các bạn có thể thấy được là cổng thanh toán trực tuyến. Các bạn nhập mã số sinh viên hoặc mã hợp đồng của các bạn vào. Sau khi nhập mã số sinh viên hoặc mã hợp đồng, các bạn nhấn tìm kiếm. Tại đây có thể hiển thị cho các bạn thấy được thông tin sinh viên bao gồm mã số sinh viên, họ tên, khoa và số tiền nợ học phí. Các bạn nhấn vào mũi tên tại số tiền nợ học phí để hiển thị các khoản phí. Các bạn chọn khoản phí cần thanh toán và nhấn đóng. Hình thức thanh toán các bạn vui lòng chọn vào mã thanh toán. Sau đó nhấn nút thanh toán. Tại đây các bạn sẽ được cung cấp một mã thanh toán, số tiền cần thanh toán và thời hạn thanh toán. Để xem hướng dẫn thanh toán, các bạn nhấn vào biểu tượng Vietcombank. Tại đây sẽ hướng dẫn các bạn thanh toán trên ứng dụng Vietcombank, bao gồm mã thanh toán, số tiền thanh toán và thời hạn thanh toán. Các bạn tìm kiếm ứng dụng, truy cập vào ứng dụng Vietcombank trên điện thoại di động. Tại đây các bạn đăng nhập tài khoản VCB Digibank của mình vào. Các bạn vào mục thanh toán hóa đơn, chọn thanh toán học phí. Thông tin giao dịch các bạn vui lòng chọn nhà cung cấp. Tại đây các bạn vui lòng tìm kiếm từ khóa GDC. Và chọn Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức GDC. Các bạn có thể nhập mã số sinh viên của mình vào hoặc là mã thanh toán. Sau đó các bạn nhấn truy vấn. Tại đây sẽ xuất hiện thông tin hóa đơn của các bạn. Các bạn nhấn tiếp tục. Để xác nhận thông tin, các bạn vui lòng xác nhận thông tin thanh toán, thông tin hóa đơn. Chọn phương thức xác thực, các bạn chọn SMS OTP. Tại đây, mã OTP sẽ được gửi vào tin nhắn SMS. Các bạn vui lòng nhập mã OTP vào và nhấn xác nhận. Sau khi giao dịch thành công, các bạn vui lòng lưu ảnh. Sau khi thanh toán thành công, để kiểm tra thông tin đã thanh toán, các bạn vui lòng đăng nhập lại vào trang online. Chọn mục đóng học phí. Các bạn vui lòng nhập mã số sinh viên của mình vào và nhấn tìm kiếm. Tại đây sẽ có danh sách hóa đơn bao gồm mã thanh toán, ngày tạo, ngày hết hạn, tổng số tiền thanh toán và tình trạng đã thanh toán.
Trên đây là hướng dẫn thanh toán học phí lệ phí trực tuyến tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng kế hoạch tài chính A006 hoặc D0003 hoặc hotline 0986 903 344. Xin trân trọng cảm ơn.